Chào các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục cái series vé sốt cao. Bữa mình đã từng chơi 10 triệu vé sốt cao rồi 30 triệu vé sốt cao, lần nào cũng trúng được khoảng 30-35% các bạn. Tức là 10 triệu mình sẽ trúng được khoảng 3 triệu á. Hôm nay tụi mình quyết định chơi thêm một lần nữa, chính là chơi thẳng là 50 triệu nha các bạn. Có thể là nếu như may mắn thì mình sẽ trúng được 200-300 triệu, còn nếu như mà nó mà đúng logic luôn thì mình sẽ trúng được 30% của 50 triệu là nhiều hơn. Coi như mình chưa nói gì các bạn, nói chung là hôm nay là mình sẽ tiếp tục chiến đấu 5.000 tờ vé số cao 50 triệu nha. Ok, Bảo né ra cho shipper giao hàng coi. Dạ. Vô. Đây cục. Đây hai shipper là rất là chân chính là. Rồi. Hàng mà đã hui sẵn gì rồi. Sao kỳ vậy? Bên đây thì còn zin nè. Bên đây sao hui rồi em? Dạ tụi em không có gì ngoài độ uy tín hết, anh cứ đếm à. Chịu khó anh cứ đếm 5.000 tờ à. Hai hộp này 5.000 tờ đúng không? Dạ. Một tờ là 10.000. Là 5.000 tờ là 50 triệu với bạn. Đây. Cứ tờ mà chưa bẻ gì hết là chúng ta sẽ có nguyên một cái 10 tờ như vậy nè. Khi mình mua lẻ ngoài là cái tờ sẽ được bẻ các bạn. Bẻ như vậy. 10.000. Thêm tờ nữa 20.000. Có tất cả là một cái tờ bự như vậy là có 10 tờ. Nói chung là cái hộp chưa hui này là 3.000 tờ, còn hộp này đã hui rồi là chủ cửa hàng người ta lấy ra 1.000 tờ là còn là 2.000 tờ, đúng không? Đó là tổng cộng là 3.000 tờ. Ơi 5.000 tờ. Ok, mình sẽ hui thử nha. Đó, hui gì nè. Đây, 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 cái tờ bên đây là còn zin luôn. Còn nguyên bọc vi-long luôn nha bạn. Ok, lên luôn. Cầm cái con tờ. Cầm cái con đại. Dùng con số. Rồi, tiếp theo là bên đây. Thử cái bên đây có cái đó không? Đây. Cầm. Ủa, em là shipper em cũng được cầm nha. Cầm giùm em, chúng tôi chưa đánh tiền ship cho em mà. Dạ. Em không cầm là không có tiền ship đâu nha. Vậy là 1, 2, 3 sóc và một cái này. Rồi sau 2 phút ngâm cứu và đếm các kiểu thì tụi mình đếm cái số lẻ này là được 500. Sau một hồi suy luận thì tụi mình hiểu ra là cái này là 1.500 nè. Cái này 1.500, cái này 1.500. 3 cái cộng là 4.500. Cộng với thêm 500 lẻ này nữa là được đúng 5.000 nha bạn. Rồi, hàng đủ rồi. Đây. Tiền ship hai em là mỗi đứa 300 triệu đi về nha. Rồi cào cái luôn rồi. Là mình cào từ trên xuống hết luôn rồi. Đúng rồi, đây, để mình biểu diễn cho. Vậy cào thử cái trúng luôn nha các bạn. Mấy shipper lỡ khi là 300 triệu sao. Nên đóng cửa, thả chó liền. Để cào bằng cái này mới nhanh nè em. Nè các bạn thấy cào bằng cái này rất là nhanh luôn. Ok, đây mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách sử dụng kích này luôn nha. Ở trên đây chúng ta sẽ có 4 số. Đây là 4 số để dành dò các bạn. Ví dụ ở đây chúng ta thấy số 28. Bắt đầu mình sẽ xuống mấy cái hàng dưới đây là mình kiếm số 28 nha. Các bạn nhìn thấy không? Không có số 28, nghĩa là số 28 là trạc. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn số 43 và tiệp trong đây. Không có số 43 nào hết, số 43 là trạc. Tiếp theo là số 03. Ở đây chúng ta chỉ có 04 thôi. Không có luôn, vậy là số 03 là trạc. Và cuối cùng là số 12. Chúng ta sẽ dò nè. Và chúng ta phát hiện ra có một số 12. Tức là số 12 này đã trúng được số 12 ở đây. Chúng ta sẽ khoanh vòng số 12 này nha các bạn. Đây 12 và 12 vậy, để ra ngoài tiệm dễ đổi. Số 12 này trúng được nhiêu ăn? 10.000 à. 10.000 các bạn, đây các bạn thấy chữ 10.000, 10.000. Tức là số 12 này ăn đã trúng được 10.000. Rồi tiền ship của em là chỉ còn có 10.000 thôi em, rất là xui luôn. Em còn nghĩ sao vậy? Em trúng 300 triệu. Không có trúng. Còn dễ thì nó trúng được 300 triệu. 300 triệu trong mơ nha, chặt hết luôn. Rồi hai em shipper gắt nhỏ nhưng mà gắt tiếc. Bye bye. Bye bye. Nói chung là sau màn tấu hài đó thì tụi mình quyết định là bây giờ là cả đám tụi mình sẽ cào hết 5.000 tờ này, xem là trúng được bao nhiêu. Nếu may mắn thì trúng được tới 300 triệu nha bạn. Nếu như tụi mình trúng được 30% thì có thể là sẽ được 17 triệu. Thì tụi mình sẽ có dùng hết số tiền đó để làm một chuyến du lịch Vũng Tàu nha. 17 triệu thì chắc du lịch từ Vũng Tàu thôi. Còn nếu như trúng được 20 mấy triệu thì chắc có thể là sẽ Phan Thiết Nha Trang. Còn nếu trúng được khoảng 30 triệu thì chắc sẽ Đà Lạt. Còn trúng được 50 triệu trở lên thì chắc sẽ Phú Quốc. Còn quốc mà 300 triệu thì chắc tụi mình sẽ nghĩ làm quẩy tuần luôn nha bạn, đi cái tuần luôn. Ok, quẩy thôi. Bắt đầu mình sẽ chia vũ khí nha. Nè, cho ăn cái đồ cắt pizza. Ôi, cái này cào được luôn hả? Được, con này là cái đồ chát bánh kem.
Cái này của anh mà. Hương lấy cái bùa càng cào. Đây, giờ mày nhét nha. Ok, quậy với bạn. Ô khoan đã. Ủa sao cái này bự hơn cái này kìa. Cái này bị cắt lẻ rồi Hương ơi. Ồ vậy hả. Tại mình tưởng đâu là có 10, thật ra là tới 15 luôn nha bạn. Đây nó ra cái loại mới nè. 5, 10, 15, 15 tờ được nha, tờ lớn tới 15 được. Thôi nhiều lắm, hư cộng hết, gạo đường nhỏ hay không? Sao mà hỏi. Đây mình sẽ biểu diễn cái gọi là cái đồ chiên cơm nha các bạn. Cái kỹ năng quay tay này, quay gọi là hưởng thua. Sao ghê quá hay. Nó nhanh chứ còn là khủng khiếp luôn các bạn. Rất nhanh luôn. Rồi thôi biểu diễn thử cái đồ sủi chiên cá rồi coi. Ok anh. Mạnh quá là nó chạy số là nghỉ chơi nè, đây chạy số rồi nè. Chết cha, giờ cái này không vừa tay. Thôi về. Chạy quá là nó chạy số à. Là hỏi được đổi luôn á. Đó được nè. Phải có kỹ năng trong đó nữa chứ không phải cào tầm bậy là ăn đâu. Và đây là Hương. Hương Florentino cào quá kém luôn. Rồi tiếp theo là Dĩ Dung Ca cào em. Vừa lấy tay cào ra kìa. Ồ đúng rồi, cậu nghe nhanh hơn ha. Wow. Cái đầu bút canh này, cái mui này là quá ngon luôn các bạn. Được á. Rồi tiếp theo là ăn pizza nha các bạn. Không, hồi nãy em dùng cái pizza nó muốn bay luôn cái số luôn nè các bạn. Thôi mình về mình chuyển qua muỗng nha. Còn đại sao? Vậy đây đại. Cái gì nè. Thôi được rồi, này em dục luôn, em phới quá. Thằng Tờ sao rồi? Đang dò anh. Ủa không cào hở mọi người, cái biểu diễn kia lăn cái giết em. Tao thấy em dùng móng tay lẹ hơn nữa. Ok, nói chung là mình sẽ cào thử hết 15 tờ là xem là có trúng được bao nhiêu nha mấy bạn. Rồi sau khi dò thì 15 tờ của mình trúng cũng được khá nha bạn. 15 tờ là 150.000. Và mình trúng được là 10.000 nè. Ở đây được thêm phát 10.000 nữa là 20.000. Tiếp phát là 02 thì mình lại trúng thêm 10.000 nữa, được 30.000. Và ở đây là số 39 thì mình lại trúng thêm 10.000 nữa. 4. Tiếp theo là 05 mình lại trúng thêm 50.000 nữa. 9. Và cuối cùng là 44 mình lại trúng được 10.000 nữa. 15 tờ là 150.000 và mình trúng được 100.000. Tức là lỗ 50k nha. Nói chung là nguyên cái tờ này ít khi nào mà mình trúng mà lời lắm. Lâu lâu mình ăn mai được cái 200.000, 500.000 thì đó mới gọi là lời nha. Còn trúng mà 10.000, 20.000 là chắc chắn là lỗ nha bạn. Ok, trúng được 100.000. Nói chung là cái game này là nó tỷ lệ thắng á, mình đã chơi 2 lần là lúc nào cũng chỉ thắng được 33% thôi. Lần này nếu mai mà trúng 300 triệu thì sẽ chiến đi tuyệt vời. Nãy giờ có ai trúng gì lớn lao không mấy đứa? Chưa hả? Không rồi. Nãy giờ em toàn hụt không à. Vậy giờ trúng cái nào luôn? Chưa, em mới trúng được có 2 tờ luôn á. 20.000. Đúng mà 20 với 10.000. 30.000. Còn ai trúng nào chưa em? Dạ em trúng được 2, 3, 4, 20.000. 20.000. Còn đại? Có cái nịt anh ơi, không có gì hết á. Sao thần? Không có được nào luôn anh. Gì em chưa được 1 tờ em nữa. Wow, em trúng được quá. Cái nịt. Nói chung là chủ yếu là số lượng mà mình cào hết cái đống này thì nó mới ra được 300 triệu nha. Còn cào lẻ lẻ là chắc chắc là lỗ nha bạn. Trò chơi may mắn mà, hên xui mà. Rồi hiện tại là 1 giờ 40 và tụi mình cào gần được 3 tiếng các bạn. Kết quả là mấy nhân công cào được khoảng mấy nghìn tờ rồi. Nếu theo em suy đoán là cỡ mới 1.020 tờ anh. Phải 1.000 tờ thôi. Tức là được cái sốc 500 với lại thêm mới nữa là được 1.000 tờ hả? Không, thêm suy đoán thôi. Nói chung là được 3 tiếng và được 1.000 tờ mà 5 tí 5.000 tờ 5 x 3 15. Vậy tính ra là phải 15 tiếng thì mới có thể cào hết. Nhưng mà phải giữ vững được cái gọi là cái tiến độ như vậy. Chứ nó mà lười nào mà ngủ một cái rồi là cào tới 12 giờ khuya luôn nha các bạn. Mình có mua mới cà phê cho mấy anh em làm việc. Cật lực lên nha. Ship này ship bạn đi chơi rồi. Và mấy cô đó có cào được cái tờ rất là bá đạo luôn các bạn. Wow. Đây, nãy giờ có cái này là dữ nhất là tụi đã dành khoe nha. Các bạn thấy số 30 không? Có chữ 500 ngàn.
tới đây cũng có 30 nè, 30 và dưới đây 30, tức là cái tờ này được tốn được 500 ngàn rồi nha. Nói chung là mấy nhân viên mà làm việc như vậy là công ty có lời chắc rồi nha các bạn. Cố gắng lên mấy em, cuối năm hưởng lương tháng 15. Dạ. Kéo lên nha. Dạ dạ. Cái đó là 500 mới lộ vậy thôi chứ 300 là mất tiêu liền à. 300 triệu hả? Dạ. À ý An nói là nếu như 500 ngàn hiện còn đây với 300 triệu là nó xin nghỉ việc nha các bạn. Đâu nói chút vậy xin đó hả? Wow. Rồi hiện tại đã gần 7 giờ tối và tụi mình đã cào được 7 tiếng 48 phút các bạn, gần 8 tiếng đồng hồ. Chắc là còn khoảng 1.500 tờ nữa là hoàn thành nha các bạn. Sau 8 tiếng cào được khoảng 3.500 tờ nha. Và tiếp theo lại là tiết mục ăn tối. Uống nước ngọt và ăn pizza nha các bạn ơi. Cho nhanh lẹ à. Chưa ăn cơm tốt thời gian quá. Ok, nói chung là sau 8 tiếng đồng hồ thì tụi mình còn khoảng 1.500 tờ nha các bạn. Tụi mình sẽ cào xong hết, bắt đầu cái tổng kết xem là được bao nhiêu nha. Ok, ăn không biết cung. Rồi, hiện tại gần 12 giờ khuya nha bạn. Đây tụi mình cào được hơn 12 tiếng rưỡi nha. Kết quả đã cào xong rồi các bạn ơi. Đây mấy anh cu nó mỏi mệt được các kiểu hết luôn. Nguyên đống này là không trúng nha các bạn. Thùng này là cái thùng trúng nha, tụi mình để trong thùng. Còn vé số mà không trúng rồi để lên láng với đất về nè. Rồi kết quả sau 12 tiếng rưỡi thì mấy đứa cái cảm giác cào sao? Sảng khoái không? Sảng khoái à, quá sảng khoái. Cảm lắm anh ơi. Cái tay em vậy nè. Hãy đào cho anh thêm vé số cào chưa đủ anh ơi, này cào tới sáng vừa nó đã gãy tay luôn rồi, bỏ tay à. Em cảm thấy muốn liệt cái tay này có thể chặt đem đi bỏ được rồi nè. Rồi ok thầy. Yeah. Bây giờ đào em. Và đây là cái bảng mà tổng kết của một cameraman của mình, nó ghi thí dụ số 1 này là trúng 10 ngàn các bạn, 1 là 10 ngàn, còn số 5 là 50, còn số 10 là 100, nó ghi số nè, chăng chít chằng chịt đây nữa nè, đó số 0. Và kết quả mình cộng lại các kiểu là điểu thì được hai tờ giấy một tờ là được 13.040.000 và tờ thứ hai là được 6.960.000 và hai số này cộng lại là được 2.000. 2.000 có nghĩa là 20 triệu các bạn. 20 triệu, không biết tại sao lại ra số chẳng y gì nữa, rất là hài hước luôn á. Được 20 triệu nha, nhưng mà có tờ này mình giữ lại để cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn thấy số 56 không? Và dưới đây mình có số 56 nha các bạn. 56 trúng được 1 triệu. Vậy là kết quả là 20 triệu tổng kết tất cả các tờ lại. Và 1 triệu này là tụi mình được 21 triệu nha các bạn. Tờ này cũng hay lắm anh. Số 15 hay lắm. What the hell, 15 300 triệu, 17 300 triệu và số trên đây là 16. Nên kết quả là tạch. Nếu như mà vô cái số đó mà ta đổi thành 15 và 17 là lụm 300 triệu nha bạn, thì chắc chắn là lời nha. À, nói chung là sau 12 tiếng rưỡi thì tụi mình tổng kết được tất cả là trúng được 21 triệu nha bạn. Và 21 triệu này tụi mình sẽ có một chuyến du lịch, chắc là đi Đà Lạt các bạn. Tại vì theo mình biết thì Đà Lạt bây giờ là chúng ta chỉ cần tiêm 2 mũi rồi test các kiểu thì vẫn đi được bình thường nha. Mà tụi mình sẽ ưu tiên đi những chỗ mà ít người rồi các kiểu nha bạn. Tại vì bình dương tụi mình là chích 2 mũi hết, tại bây giờ là bình thường mới, không đi đâu cũng được hết nha các bạn. Clip này chưa kết thúc tại đây đâu nha, tụi mình sẽ kèm theo đi chơi luôn nha các bạn. Cho clip dài dài có thú vị chứ nãy giờ là cạo đây không có gì câu hết nha các bạn. Ok. Rồi mình vừa mới đổ xăng hết 1.150.000 nha các bạn. À, đi Đà Lạt thì chúng ta sẽ dừng lại ở đèo Chuối, mình khai báo y tế. 8 người là mình phải xuống đó mình khai báo. 8 người luôn nha bạn, lúc nãy mình xuống có 1 người à. Kết quả là phải xuống thành 8 người mới được nha. Rất là nhiều tài xế, tưởng đâu khai báo 1 tài xế thôi. Kết quả là tất cả thành viên đều phải xuống khai báo nha bạn. Không cần học mũ gì hết, chỉ cần khai báo mình từ đâu đến rồi đi đâu rồi số chứng minh nhân dân là xong rồi nha. Nói chung là đi Đà Lạt bây giờ là bình thường mới, bạn đi cũng khá là đơn giản. Đào cái BC Covid về khai báo là xong nha. Rồi đầu tiên đến Đà Lạt thì tụi mình sẽ trải nghiệm vườn dâu tự hái nha bạn. Đây, vườn dâu tự hái. Nói chung Đà Lạt là phải gắn liền với dâu Tây các bạn. 8 người là 480.000, chúng ta sẽ được cái dấu này nè các bạn. Đây dâu là mình sẽ hái tại vườn như vậy nha bạn. Hái còn cuốn nha.
nó lặt lên vậy cái lụm mà khá là dễ gì bằng dễ hỏi nè cho game dễ chưa này luôn hả mình nắm này cái mình nghĩ lên giống cái xé này giống xước xước bóng tay kia nè xước là đây. Nói chung là dâu này là được trồng ở trên cao, cái nó lồng phồng xuống như vậy đó bạn, không có cát đâu. Chỗ này fail cái là mình không được ăn tại chỗ các bạn, mình hái xong mình ra bên kia mình căn ký nha. À, nói chung là cái chỗ này thì mình không được ăn tại vườn các bạn, mình mua xong mình mới được ăn nha. Mấy vườn khác thì mình được ăn tại vườn mà mấy cái vườn đó thì dâu nó nằm ở dưới đất á, ăn chung với cát rồi luôn các kiểu thì nó cũng mặn mòi. Chỗ này thì mấy anh nói là chỉ thịt nước thôi, không hút từ sâu nên cứ hái lên ăn liền, không cần rửa luôn nha. Ngọt chưa? Ngọt chứ muối gì nữa. Này nó tùm dĩa các bạn đừng tin đó. Nói chung là mình review chân thật là nó chua chua ngọt ngọt, quá là mềm. Ngọt quá. Ngọt trái hả? Cái trái này chín mốc luôn anh. Trái này mới ngọt nè. Nó mềm gột luôn á. Nó mềm gột luôn á. Tùy trái. Có những trái chín gục thì nó khá là ngọt. Đã ăn nhầm chứ. Ở ngọt cắt luôn á. Nói chung là Đà Lạt thì có khá là nhiều vườn dâu các bạn. Nên mấy bạn cứ xách vườn dâu Đà Lạt thì hái tại vườn là ra thôi nha. Rồi tiếp theo tụi mình trải nghiệm hái hồng tại vườn nha bạn. Đây là vườn hồng nhà tôm. Đây. Mùa này thì cuối mùa hồng các bạn ơi, nó chín hết rồi nha các bạn. Và nó cũng sơ sát luôn rồi. Đây tụi mình sẽ được một cái cây như vậy các bạn. Ở đây thì chúng ta chỉ cần mua một ly nước sẽ bỏ thêm 50 ngàn là có thể hái hồng ăn tại chỗ nha. Và chúng ta sẽ có một cái cây như vậy nè. Giống như mấy cây mà mình hái xoài đồ các bạn. Đó, rất là dài nha. À, mình sẽ học hơi trái các bạn. Cái trái nó phải mềm thì nó mới ngọt các bạn. Còn cái trái này mình thấy nó hơi cứng nè. Do mình chưa biết cách phân biệt trái chín á. Mình hái nhầm trái sống rồi. Nó đắng ghét cả các bạn. Nói chung là anh nói là cái trái nào mà nó phải chỉ xen màu cực kỳ đậm luôn và mềm thì nó mới chín. Còn cái trái nào mà nó hơi vàng vàng hồng hồng thì nó sẽ chưa chín nha, khá là chát luôn. Mình thử lên lần nữa nha. Rồi lại xong phiên nữa rồi. Mình sẽ đi một vòng hái được trái chín rồi mình quay tiếp cho bạn. Chứ nãy giờ hai trái sống nhăn luôn rồi. Wow, mình thấy phát hiện trái kế bên luôn nha bạn. Đây. Nó mềm èo luôn nha bạn. Thì nó mới chín nha. Wow. Rất là ngọt luôn á. Đảo quên. Ngọt cực kỳ luôn. Nói chung là hồng nó phải mềm thì mới ăn được, còn nó mà cứng là nó rất là chép các bạn. Mình thấy đây còn có cây cà phê nữa nè, trải nghiệm luôn. Đây mình phát hiện được cà phê các bạn, lần đầu tiên trải nghiệm cà phê tại vườn. Nó ngọt ngọt lợ lợ. Ăn hộp luôn nè. Cái hộp nó nghe nó hơi đắng đắng sao á, nhưng mà hồi cà phê ngọt ngọt luôn. Ăn được tới chín hả? Dạ, dạ. Nguyên zin luôn. Đây nó rất là mềm, bóp cái là nó lúng vô luôn đấy bạn. Em sẽ trải nghiệm thử luôn. Nãy giờ em ăn được tới nào chưa? Dạ chưa. Thử luôn em. Trời ơi nó ngọt lắm các bạn. Amazin. Ngọt, nó ngọt rất. Ngọt chưa đủ miệng mình luôn. Dạ. Hương chưa được tới nào luôn hả? Trái em bự lắm. Wow. Ngọt như vàng vậy. Rồi. Nó dịu lắm. Cần giấy để tới nào cho cô? Nãy đường trái anh. Nhưng mà em vẫn bị gọi là chết. Nói chung là khá là nhiều mấy cây hồng luôn nha các bạn. Nhưng mà kiếm được trái chín cũng hơi khó tại mình không chuyên nghiệp á. Rồi ok, tiếp theo là tụi mình sẽ đi tham quan cái vườn thú Judo nha các bạn. Ở đây vé một người là 100k. Và cái thời gian mà mình đi là khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi nha. Nên mấy bạn nào mà đi dắt mà 11, 12 giờ thì các bạn nên ăn trưa trước nha. Đi rất là đói và mệt luôn, khát nước nữa. Rút kinh nghiệm là tụi mình là đi là phải đem theo nước nha các bạn. Ok, vô hai. Rồi ok, tiếp theo là tụi mình review thú nha các bạn. Đây, hộp thức ăn này là 10 ngàn hộp nha các bạn.
cho mình đi đói mình ăn. À đúng rồi, đi tới tiếng rưỡi là anh đem heo đói ăn nha. À, em thấy có con giòi à. Ăn đây nè, cái con này nè, đây đầu tiên là mình thấy con này nha. Con này về mặt giống dĩ quá mày. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho con gấu mèo ăn cho mấy bạn. Rồi mình còn nho thì mình đưa cho bạn nha. Rồi nếu mà sau khi chúng ta để cho các bạn ăn xong mà tương tác thì mình uống xuống. Rồi tiếp theo là con rùa. Rồi lúc chơi là đẻo ăn. Rồi bây giờ là hiện tại đã hết thức ăn rồi, chúng ta cố gắng để cho ăn và quan sát mọi người cùng ăn nha mọi người. Dạ. Ăn không? Ba lại đây ba mới cái cùi luôn rồi. Cùi luôn cái cùi luôn rồi. Của em nè. Này cái chạy. Sao khôn quá vậy? Khoan khoan. Rồi, hết rồi. Hết rồi. Dạ xin cảm ơn. Con này đẻo nó ăn một tê nha các bạn. Nè nhìn cái tay nó bự cái tay nữa không? Con này ăn xong rồi kìa. Người ta con này. Đây tiếp theo là chuột lan nước các bạn. Nó bự như con heo vậy mà không hiểu tại sao gọi là chuột lan nước này. Các bạn bên đó sao, tại sao một số vị khách có hay hỏi các bạn bên đó tại sao được đẻ riêng bên kia, được nuôi bên kia một mình thôi. Thì các bạn này em được dưỡng thai mọi người à, rất là thú vị luôn. Các bạn này được trưởng thành được bạn khoảng 2 tuổi rồi, bạn này dưỡng thai một mình ở bên đó. Nó luôn cộng luôn kìa. Chứ không hỏi nào luôn cộng luôn kìa. Cỏ mà nó cắn đứt về nè, cái tay vô chắc xong quá. Lấy cá nha bạn, lấy cá nha. Hello. À nó không có thèm mình, không quan tâm tới mình luôn á. Nó biết là người hướng dẫn mới cho nó ăn. Con này như làm được hai dĩa. Mèo. Đồ, con này con gì, con này con gì? Con cày đúng không? Con cày Magus. À. Có nhìn mình kìa. Nào lên. Sao giống anh cho con quá à? Này gọi là con gì, cày gì, cày Magus nè. Nó nhìn cái này cái vui lại nè. Thôi không được cho nó ăn, em ăn nó bị tẩu hỏa nhập ma. Nó cắn ngủ 15 phút kìa. Rồi Hương trải nghiệm với con tròn nha bạn. Thôi đừng cắn. Nghe đồn con này cắn cái là ngủ 15 phút hơn. Không, nó bằng không. Cả tình đi Hương nha. Những con trùng độc cắn thôi. À con trùng độc cắn với bột kẹp cắn bạn là bạn ngủ. À cắn nó mới ngủ 15 phút hả? Thưởng đâu nó cắn mà mình ngủ 15 phút chứ. Cắn bạn ơi. Rồi vậy được rồi. Được rồi. Cho Hương tấm hình đây. Chúng ta sẽ trả lại về ngôi nhà. Rồi cảm ơn luôn bạn, anh luôn. Tiếp theo là chuồng bồ câu. Có con gì nhỏ xíu kìa. Có hai đó dí nhau kìa. Mọi người cầm cái tay như thế này, mọi người xè thẳng vào bàn tay như thế này nè. Bên đây. Ôi. Không hợp tác gì con. Nào. Anh để anh cao yên xíu nữa. Nè. Em ẩm nó lên luôn rồi anh Lâm. Sao hỏi. Để. Anh để nó anh cao yên xíu nữa. Mình nhắc lên cao một tí mà sẽ bay lên ha. Mấy con này ngáo rồi. Đây. Đây nè, có gì mới nè. Quá dữ. Dạ đau quá bạn ơi. La rồi. Vũ nè. Đầu vũ nó hơn, vũ chìm hơn, vũ chìm. Lên. Không nữa. Nó không nhìn thấy, làm ngớ đất là nó ăn dưới đất sao. Đúng rồi. Đó. Ô, cái con này biết ăn vàng luôn. Rồi, cảm ơn. Sao nó nhỏ xíu mà nó còn nhét nữa. Còn con gì bự cho bá luôn nè. Con gà nè. Con cút. Đứng cút phải không? Rồi. Làm gì chắc. Rồi tiếp theo là mấy con cừu nha bạn. Đây, không có gì hết mấy con ơi. Không có gì hết. Nè, muốn cho ăn rồi phải về. Ở đây cái tay mình sao? Ô. Nè, nhìn nó ăn cám nha. Ơi, bắt con tay rồi. Rồi mọi người ơi, mình chú ý giúp em nha là mình. Nè, vậy nè, biểu diễn lại nè, diễn lại nè. Rồi. Đây mấy đứa. Anh đang dắt mấy đứa xuống nữa nè. Anh ơi, anh còn 4 ngón tay à. Sao hả? Cắn rồi. Hết rồi. Đâu 5 ngón rồi. Bạn này dắt em nãy giờ đi vòng vòng nè. Được. Rồi cái tay này là coi như bỏ rồi nha mấy bạn ơi. Sao anh? Đó chính nó miếng hả? Đúng phải. Đây. Con này là con A. Con này là con Abaca nha mấy bạn.
vùng núi cao của Chile, Peru mọi người. Hết rồi. Thì khi mà bạn này sẽ sống. Bye bye. À, cái con này là nó sẽ có hành động phun nước miếng nha bạn, nên hạn chế đứng gần nó, đừng có tiêu đồ nó. Ừ. Đáng dĩ nè. Đào. Gọi Đào ơi đi, gọi Đào ơi, bạn tới. Đào ơi, Đào ơi. Lãng tử kìa. Tao nhìn mặt kìa. Bắt đầu. Mày đang ăn cái này không? Nhưng mà chúng ta sẽ không cười người bạn không này nha. Đúng. Oh my god, tóc bào kìa. Anh sợ cái tóc này giống như tóc giả vậy nha. Cái bộ lông mồm các bạn này nếu mà chúng ta không cắt tỉa đó, nó có thể dài ra chạm tới đất luôn mọi người, rất là dài. Nên hàng tháng YouTube sẽ trả trước cho bạn. Đó. Để vào đây cảm ơn nha. Con ngu rồi. Đang đồ. Người này chạy hai máy luôn mày. Hợp lý á. Tiếp theo là chụp cuối 35 bi các bạn. Mình sẽ review cho đàn cỏ. Đây mình né mấy cái cục này ra nha. Chocolate. Hello. Dạ thôi thì đối với ngày chúng ta bạch bạch các bạn mình sẽ mặt trên thẳng trong và ngoài môi trường tự nhiên rất là hiếm khi mà chúng ta có thể thấy được tối bạch bạch nha. Thôi gặp con cái mới có túi anh được. Mới chạy rồi. Hình như là nó ghét anh hay sao vậy? Nè nhìn nè. Mùi của đàn ông có vợ á. Mùi của đàn ông có vợ. Đàn ông có vợ coi nè. Nè, anh không có vợ đâu em ơi. Thấy chưa? Châu Hải. No. Có vợ rồi hả? Rồi vậy rớt rồi. Nè, chỉ có ăn vô được nè, nhìn nè. Cái quách rồi. Có tô không ăn được. Mọi người đông quá nó sợ. Thằng chỉ đó dùng thị được con đó nha các bạn. Ngon, không làm gì. Thằng chỉ kìa. Thằng chúng nó đấm vô á. Đá vô hiểm á. Tội mất luôn. Giúp lòng con chó mèo của bạn. Chặt tay luôn. Rồi sau một ngày đi vòng vòng Đà Lạt ăn hồng ăn dâu rồi các kiểu thì tụi mình chiều nha bạn, nên tụi mình quyết định là cắm trại tại đây. Do tụi mình đi nguyên cái xe là 8 chỗ là không có chỗ mà để liều nha các bạn, nên tụi mình quyết định là trải nghiệm dịch vụ cắm trại các bạn. Dưới đây các bạn thấy có liều được sẵn luôn là của cái chỗ dịch vụ các bạn. Mình kiệt gọi số điện thoại một cái là mình nói mình muốn trải nghiệm cắm trại ở view thành phố, view rừng, view suối gì đó thì ảnh dắt mình đi thôi các bạn, khá là đơn giản nha. Bạn nào muốn trải nghiệm thử thì nhắc vào số điện thoại dưới nha. Đây dưới đây là mình do mình đi xe ô tô các bạn, mình không có leo núi được các kiểu được nên mình quyết định là chơi view thành phố. Ở đây là chúng ta sẽ là tính theo đầu người các bạn, cứ một người là 600k nha. Là bao gồm là lều trại rồi thức ăn, chỗ ngủ rồi các kiểu luôn. Và anh nhóm lửa trại cho mình luôn nha. Đây là dịch vụ các bạn, không cần đem lều hết, chỉ cần chúng ta chỉ cần đi lên Đà Lạt và alo cái là có chỗ chơi liền. À, ngang đang hái cà chua khăn gỗ nha các bạn. Nè bên đây chín đỏ nè em, thử luôn. Bên kia chín nâu. Ê anh hái cho anh tay nâu với tay đỏ luôn à. Lên mình review ha, nó xanh luôn, ba trái luôn. Đây tụi mình trải nghiệm cà chua khăn gỗ các bạn. Nè nó anh chồng hay là ngoan à? Anh chồng hả? Chồng. Dạ. Trên dục đại hạt cái nó tự lên à. Đây nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nghĩa là em đang ăn trước. Dạ, đem chùi vậy, như một thói quen. Gì vậy? Cà chua ăn gỗ ăn không em? Cho trái nè. Ăn nhiều lắm nè, có lộn. Vậy vậy, ra thử tay sống rồi vậy. Thôi, không có đam mê. Thử đây. Ủa? Review mà không có tâm gì hết. Trời giống cái trái. Trái, ừ. Tèo quá. Hương vị nó giống như gan hả? Chua chua, giống cà chua. Nó giống càng giống như gan hả? Nó chua chua giống cà chua. Ăn nó lại hôm hôm giống vừa ghen ha. Dạ. Đúng rồi. Hảo không giống. Cái hộp này ăn giống chanh dây. Hộp này lại chanh dây. Nó giống chanh dây. Ăn cái hộp này thì nó giống chanh dây các bạn. Còn ăn cái ruột này thì giống vừa ghen. Còn cái vị mà chua chua thì nó giống cà chua. Dạ. Ba tung một. Nó thị cà chua nó ăn nghe buồn nôn hả em. Ăn ti cà chua à. Thị chua chua. Giống càng chanh dây. Hơi lạ vị quá. Hết okay. Giống cà chua. Nói chung Đà Lạt có nhiều trái lạ kìa các bạn. Cắn không đứt luôn á. Đây được rồi đâu. Đây là rồi cứng cái mức đó hả? Rồi đây trời chiều các bạn ơi, chiều tối rồi, hoàng hôn nha. Còn hai ông nội này bị bệnh gì đó các bạn ơi. Chờ nữa
Lúa 2D hả Toàn? Lúa 3D nha. Lúa online. Đây là 3D hả? Cảm ơn anh. Đó nhìn trái chân hạt ghê mà. Tắt đèn anh, tắt đèn. Ồ. Rồi đây ăn với lại Hương nè. Dạ tụi em cũng dùng lửa 3D nhưng mà là tua ngược à. Lửa ghét anh. Không có tiếng hả? Dạ. Rồi hiện tại thành phố Đà Lạt lạnh 16 độ nha bạn. Tối nay là giảm nữa hay gì? Đúng rồi. Giảm bao nhiêu? 14 nha bạn. Và ăn bữa tối nha bạn, bữa tối lạnh giá. Tụi mình sẽ có thịt bò nướng, rồi salad, rồi thịt bò nướng, xúc xích, gà tôm. Ủa gà này nướng với bạc. Còn xiên khói luôn các bạn ơi. Gà nướng với bạc nha. Thời gian chút nữa ảnh xé cho mình chứ mình đâu có đồ đồ xé. Lạnh quá, lạnh quá. Mình sẽ trải nghiệm ăn vài cục rồi đi ngủ nha bạn. Mình tiết lộ với bạn là mình mặc tới 3 cái áo luôn. 1 cái áo gió, 2 cái áo gió và cái áo sơ mi ở trong nữa nha. Còn cái nữa anh? Còn cái nữa mà, cái áo da người nữa. Gì vậy anh, em cũng bị mệt. Em cũng 3 cái luôn hả? Đâu? 1 nè. 2 nè, 3 nè. Wow. Ăn thử cái coi ngon hay không nha các bạn. Thử nó dai nhưng thực ra là rất là mềm, cắt cái đứt luôn nha. Quá ok. Tôm. Lạnh quá không có biết review được luôn. Cũng lắm. Cũng cả cũng nè. Rồi, vì vé số cao. Vô. 1 2 3. Vô. 1 2 3 không vô được. Anh đâu uống bia không chơi đó. Nước nó lạnh lạnh luôn nha bạn. Lạnh lạnh luôn. Nhấp tiếp. Rồi ok, nói chung là mình chỉ review đơn giản buổi tối BBQ vậy thôi nha bạn. Lạnh quá không biết nói gì hết, lạnh quá. Ok. Rồi sau khi ăn BBQ xong thì tụi mình ngủ nha bạn. Đây, này mình ngủ liền một cổ rất là bự luôn. Có cả túi ngủ và gối luôn. Nhưng mình vẫn thích cái gối của mình hơn nha. Ok. Nói chung là khuya nay thì nó sẽ lạnh khoảng 12-13 độ các bạn. Rồi chúc các bạn ngủ ngon. Lạnh quá không có quay gì được hết các bạn. Cảm thấy rất là lười nha. The next day. Rồi tới sáng các bạn ơi. Tối qua ngủ gió thổi rất là nhiều, nó cứ đập đập vô trong cái liều nè, nghe cảm giác như có bão vậy. Nhưng mà ngủ thì nó lạnh lạnh, có túi ngủ rồi các kiểu nên ngủ cũng rất là ok nha các bạn. Đây hàng cu giờ nó còn nướng. Dậy. Hello. Mình ngủ chung Hương với Toàn. Còn ăn thì nó đi sưởi ấm hay gì mất tiêu rồi. Vậy nè, ngủ được không? Được đó bạn ơi, tôi ngủ nó ra nhiệt. Ok, mình sẽ qua coi mấy hàng kia coi nó làm sao nha các bạn. Rồi tụi mình tập hợp đầy đủ các bạn. Bây giờ review sơ cái nha. Tối qua chỉ ngủ được em. Dạ, được rồi. Được hả? Đúng rồi, em tới ba cái quần dài lắm. Mặc qua quần dài, ba áo. Còn đại được không đại? Lạnh lắm anh ơi. Cho kỳ thằng lạnh thằng không được. Hương, được. Toàn ngủ trong lều ấm lắm anh. Bảo được anh, mà có đều lạnh á. Còn ăn, nói chung anh. Dạ, được anh. Liều của tụi mình là liều mông cổ. Rất là bự, ngủ rất là đã nha bạn. Còn mấy thằng nhóc này nó liều nhỏ nhỏ nên nó bị lạnh nha. Đi qua chui liều khá lạnh. Đà Lạt thì mùa này thì nó khá là lạnh các bạn. Thằng nào mà sớm mơ mà rửa mặt cái là biết cái cảm giác nó lạnh tơi tái luôn. Đặc biệt là gió nó thổi như vậy, lạnh thủng khiếp luôn. Ok, nói chung clip này tụi mình cào 50 triệu vé số và có một chuyến đi chơi Đà Lạt trải nghiệm thiên nhiên các bạn. Mỗi tập mấy clip này đa số là tụi mình đi trải nghiệm hồng đào được kiểu thôi. Ok, bạn nào thích video này nhấn like, chia sẻ rồi nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo cho tụi mình ra những clip khác nha. Nếu lần sau mà có cơ hội đi Đà Lạt thì chắc mình sẽ trải nghiệm những chỗ mà sống ảo nha các bạn, như quán cà phê rồi các kiểu nha. Ok, tạm biệt.